Vào chiều tối ngày 7 tháng 12, Thịnh điển GQ năm 2023 đã được tổ chức tại cổ trấn Bộc Viện, tỉnh Chiết Giang. Với chủ đề điên rồi, giao thoa giữa hiện thực và hư ảo đầy độc đáo và ấn tượng của giới thời trang. Đây là thịnh điển có quy mô lớn nhất của tạp chí GQ trong những năm qua, quy tụ một nửa làng giải trí xứ Trung, xứng danh là đêm hội thời trang đỉnh cấp. Hãy cùng Cbiz Film xem lại thảm đỏ ấn tượng của các sao Cbiz tại sự kiện này nhé! Thank you.
Thank you.